Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế đã rất sâu xa, khó suy lường, vô lượng, khó có thể tin hiểu, thì chẳng nên nói trước hàng Bồ Tát Tân Học Đại Thừa. Vì khi họ thoáng nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, lòng sanh kinh hoàng, sợ hãi, nghi hoặc, chẳng thể tin hiểu. Chỉ nên nói trước hàng Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, vì khi họ nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, lòng chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi, cũng không nghi hoặc, nghe rồi tin hiểu, thọ trì đọc tụng như lý tư duy, vì người diễn nói. Khi ấy Trời Đế Thích hỏi Xá Lợi Tử: Thưa Đại Đức, nếu ở trước hàng Bồ Tát Tân Học Đại Thừa mà nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế thì có lỗi gì? Xá Lợi Tử đáp: Này Kiều Thi Ca, nếu ở trước hàng Bồ Tát Tân Học Đại Thừa mà nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế thì khi nghe họ sẽ kinh hoàng, sợ hãi, nghi hoặc, chẳng thể tin hiểu, hoặc sanh hủy báng, do đó tăng trưởng sự tạo tác, chiêu cảm nghiệp đọa ác thú, chìm đắm ba đường ác, ở lâu trong sanh tử, khó đạt được quả vị giác ngộ cao tột. Vì thế chẳng nên ở trước Bồ Tát Tân Học kia mà nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa. Bấy giờ Trời Đế Thích lại hỏi cụ thọ Xá Lợi Tử: Thưa Đại Đức, có vị Đại Bồ Tát nào chưa được thọ ký mà khi nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi chăng? Xá Lợi Tử đáp: Có, này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy chẳng bao lâu sẽ được thọ ký Đại Bồ Đề. Này Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế mà tâm chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi, thì nên biết Đại Bồ Tát ấy đã được thọ ký quả vị giác ngộ cao tột. Nếu chưa được thọ ký thì chẳng qua một hoặc hai cảnh giới Phật, nhất định sẽ được thọ ký quả đại giác ngộ. Bấy giờ Phật bảo Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng như ông đã nói. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát từ lâu đã học Đại Thừa, từ lâu đã phát nguyện, từ lâu đã tu sáu phép Ba La Mật Đa, từ lâu đã cúng dường chư Phật, từ lâu đã phụng sự các thiện hữu, thì khi nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, tâm chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi, nghe rồi tin hiểu, thọ trì đọc tụng như lý tư duy, vì người diễn nói, hoặc tùy sức tu hành như điều đã nói. Hết quyển thứ 299.